Tu tập hạnh phước đức hạnh bố thí lớn, tu các công đức bình đẳng quán sát ba đời. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát an trụ ở trong tiến căn bất hoại, thì Ngài đối với mười phương chư Phật, Bồ Tát, hàng thánh nhị thừa thanh văn duyên giác, cùng với các Phật giáo và đủ thứ chúng sinh, đều có cảnh giới khác nhau. Bồ Tát ở trong những cảnh giới khác nhau như đã nói ở trên, hành Bồ Tát đạo gieo trồng vô lượng vô biên đủ thứ căn lành, là vì Ngài khiến cho tâm Bồ Đề của mình càng tăng trưởng, càng ngày càng hướng về sự viên mãn, đồng thời cũng khiến cho tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh càng ngày càng tăng trưởng. Tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn như pháp giới, thường dùng tâm bình đẳng để quan sát chúng sinh trong pháp giới, tùy thuận căn tính của chúng sinh, tu học tất cả pháp môn của chư Phật tu, làm công đức của chư Phật làm. Ngài cũng nhiếp lấy hết thảy tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh, vì phải có căn lành thanh tịnh thì mới vào được trong nghĩa lý chân thật. Tu tập hạnh môn phước đức thì phải hành bố thí rộng lớn khắp, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ thứ công đức như vậy, bình đẳng quán sát ba đời chư Phật và mười phương ba đời các đại Bồ Tát cũng tu tập căn lành công đức như vậy, đầy đủ viên mãn thành tựu Phật quả. Đại Bồ Tát đem căn lành công đức như vậy hồi hướng nhất thiết trí, nguyện thường thấy chư Phật gần gũi bạn lành, cùng nhau ở chung với các Bồ Tát. Đại Bồ Tát đem căn lành gieo trồng trong mỗi cảnh giới và đủ thứ công đức tu tập được, thầy đều hồi hướng về nhất thiết trí huệ và thệ nguyện mà Ngài đã phát, hy vọng thường thấy được mười phương chư Phật, hy vọng thường gặp được đại thiện tri thức, hy vọng thường cùng tu ở chung với các đại Bồ Tát. Nhớ nhất thiết trí, tâm không tạm rời, thọ trì Phật giáo, siêng năng thủ hộ, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, tâm thường hồi hướng đạo xuất thế, cúng dường hầu hạ tất cả pháp sư, hiểu rõ các pháp, nhớ trì không quên, tu đại hạnh nguyện đều khiến cho đầy đủ. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tâm nguyện hy vọng đạt được nhất thiết trí, bất cứ lúc nào cũng không tạm xả bỏ quên được. Đạo lý của chư Phật nói, Ngài đều lãnh ngộ nơi tâm, chỉ nơi thân, thời thời khắc khắc đều siêng năng dụng tâm thủ hộ. Ngài ở trước Phật, được thọ sự giáo hóa, lãnh ngộ chân lý, lại dùng để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đều lãnh thọ được, thấu hiểu các pháp, đạt đến giai đoạn thành thục. Tuy nhiên, Bồ Tát một mặt nhập thế, giáo hóa chúng sinh, nhưng Ngài chẳng bị pháp thế gian ràng buộc, một mặt trong tâm thường nhớ đến tu pháp môn thành tịnh xuất thế, đem căn lành công đức tu tập được hồi hướng về Phật đạo xuất thế. Bồ Tát cung kính chư Phật, đồng thời cũng cung kính những Bồ Tát pháp sư thế Phật tuyên dương Phật pháp. Ngài cũng gần gũi hầu hạ những vị Bồ Tát pháp sư, chẳng có chút tâm phân biệt và tâm kiêu mạn nào. Bồ Tát đối với các pháp đều thấu rõ thông đạt vô ngại, chiếu rõ các pháp thật tướng. Đối với kinh điển cũng đều ghi nhớ không quên, thọ trì không giải đãi. Ngài tu hành đại nguyện mà Ngài đã phát, hy vọng đều viên mãn đầy đủ. Đại nguyện của Bồ Tát đã phát, tức là bốn thệ nguyện lớn. Một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn thệ nguyện lớn này bao quát tự lợi lợi tha, viên mãn Phật quả. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo thì tôn chiếu theo bốn thệ nguyện lớn này, chẳng tính thời gian kiếp số, chẳng lựa xứ sở, chẳng chọn đối tượng, không hỏi thu hoạch, chỉ lo trồng trọt, cần tu tập căn lành công đức, không sợ gian nan khốn khổ như vậy, cuối cùng sẽ thành tựu Bồ Đề. Vị Đại Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, cũng là thường tu hành nguyện lớn, đều khiến cho viên mãn. Bồ Tát tích tập căn lành như vậy, thành tựu căn lành, suy ngẫm căn lành, hệ niệm căn lành, phân biệt căn lành, ưa thích căn lành, tu tập căn lành, an trụ căn lành. Phương pháp giống như ở trên đã nói, Bồ Tát tu tập Phật pháp rộng trồng căn lành, khắp làm công đức giáo hóa, độ sinh tế khổ. Chẳng tính việc lành lớn nhỏ, dồn tác pháp, tích ít thành nhiều, tự thô thành tế, từ cạn đến sâu. Ngài chưa từng xả bỏ việc thiện mà không làm, giống như tích tụ nhiều hạt bụi mà thành quả núi cao. Cho nên nói Bồ Tát là từ tích tập căn lành mà làm nên. Ý nghĩa tích tập là vốn chẳng có, hiện tại từng chút tích tập thành nhiều. Vì tích tụ nhiều căn lành, cho nên thành tựu căn lành lớn. Do đó trước hết phải tích tập căn lành,
sau đó mới có thể thành tựu căn lành. Thành tựu được căn lành lớn thì sẽ tăng trưởng tất cả căn lành. Vì căn lành dần dần tăng trưởng thì đương nhiên nó càng ngày càng lớn lên. Tăng trưởng căn lành và tích tập căn lành lại có nhiều lý khác nhau. Tích tập là vốn chẳng có, về sau do tu hạnh lành, từng chút tích tập thành. Tăng trưởng là đã có rồi mà còn rất lớn. Hiện tại vì sinh tu căn lành thì căn lành lại càng sâu dày. Nghiệp lành tín căn vốn đã rất nhiều, rất lớn, lại càng tăng thêm nhiều, cho nên hiểu được càng to lớn. Muốn tăng trưởng căn lành thì phải luôn luôn suy ngẫm các pháp. Suy ngẫm tức là công phu tu tập thiền định, định hay sinh huệ, hành giả tu hạnh Bồ Tát, tu công đức lục độ, mỗi độ không thể không có trí huệ để chỉ dẫn. Cho nên Bồ Tát phát tâm tu hành, thời thời đừng quên cầu trí huệ vô thượng, tức là cần trí huệ để hướng dẫn vạn hạnh. Do Bồ Tát phải tu thiền định, phải có căn lành suy ngẫm các pháp của chư Phật nói, chân lý của các pháp, thật tướng, suy ngẫm hạnh môn của chư Phật tu và suy ngẫm công đức của chư Phật. Suy ngẫm và hệ niệm có sự quan hệ mật thiết với nhau. Hệ niệm tức là đừng quên đem tất cả chân lý chánh đạo có ý nghĩa đều ấn sâu vào trong biển não. Tùy thời hệ niệm chẳng quên, quên rồi cũng không thể suy ngẫm. Hệ niệm căn lành phải từ từ, giống như dùng sợi dây thừng buộc nó lại, tụ tập hết thảy căn lành lại với nhau, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Suy ngẫm hệ niệm đủ thứ căn lành.